Trước mặt bà con bác, đây là bệnh viện Nguyễn Tri Phương nè bà con. Thì xin thưa với bà con các bác, bệnh viện Nguyễn Tri Phương này hồi xưa là bệnh viện của người Quảng Đông đó bà con. Bệnh viện Quảng Đông à. Bệnh viện này là có lâu đời lắm nha bà con, được xây dựng vào năm 1903 đó, và cách đây 120 năm rồi đó. Và kế bên đây là bệnh viện Trung Chánh nè. Bệnh viện Trung Chánh này là của người Đài Loan. Bên kia là bệnh viện Lục Ấp, bây giờ là bệnh viện An Bình, hồi xưa là của người Triều Châu. Và bệnh viện này là thuộc về bệnh viện quân đội nha bà con, bệnh viện quân y 7A, thuộc về quân khu 7. Còn quân khu 7 còn có một cái bệnh viện nữa là bệnh viện 7B, nằm trên mé Thủ Đức đó bà con. Cái con đường này nó băng qua nguy hiểm lắm nha bà con. Ở đây nó có tới 5 cái ngã, mà đa phần là xe mà nó băng qua, nhiều khi đúng đèn của mình nó mình chạy mình qua không được. Rồi, con đường này là con đường Trần Phú. Hồi xưa con đường này tên là đường Nguyễn Hoàng. Chạm xe Kim Mã. Ở đây là cái bùng binh Sư Vạn Hạnh nè. Ở đây có đường Trần Phú nè, An Dương Vương. Ở đó đây là hồ tắm Đô Thành nè bà con. Bây sau này đổi tên là hồ bơi An Đông. Con đường này là đường An Dương Vương. Đường An Dương Vương này hồi đó nó tên là đường Thành Thái. Bây giờ ở đây là làm cái nghề tân trang xe hơi, làm đẹp xe hơi. Đây là nhà xác của bệnh viện Nguyễn Trãi nè. Còn đây là cơm tắm An Dương Vương. Xin thưa bà con, bác chạy xe cứu thương đó, chạy xe câu vậy chứ áp lực lắm nha bà con. Tại vì khi mà mở chở những người như vậy là mình phải chạy bị áp lực lắm. Vừa phải chạy tốc độ nhanh mà vừa phải đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian vừa qua đó, bà con cô bác mà có tìm hiểu, bà con cô bác thấy hàng loạt các vụ xe cứu thương này bị tai nạn rồi đó. Do một phần đó là theo 30 thấy thông tin đó là do tài xế bị ngủ gật đó. Nhất là tài tỉnh mà đưa về Sài Gòn á. Mới hôm qua em kia nghe đọc tờ báo đâu mà trên Bình Thuận á, tự nhiên là cũng một xe cứu thương lao vào lan can luôn đó. Coi vậy chứ mấy người mà chạy xe cứu thương coi vậy áp lực lắm nha bà con. Cái nghề đó coi vậy chứ không biết tiền có nhiều không thì ba mấy người không biết. Tiền nhiều không thì không biết, nhưng mà họ áp lực lắm, họ áp lực về thời gian bà con đó. Nếu mà từ dưới tỉnh á, mà lên Sài Gòn á, phải áp lực chạy sao cho lẹ để cứu chữa bệnh nhân à, chứ đi trễ quá thì ta chết bà ta rồi.
Còn mà chạy nhanh quá thì bà con bác biết mà, xe gắn máy rồi xe hơi xe đồ tùm lum ở Việt Nam mình, cái giao thông nó cũng cũng khiếp lắm đó bà con. Người dân mình nó chạy xe cũng vô chừng lắm, lỡ một cái gì một cái là mình vừa gây thiệt hại cho mình mà mình vừa gây thiệt hại cả kể cả người bệnh. Nên làm gì thì làm, với ba mày cầu nó chạy nhanh thì nhanh, nhưng mà mình phải làm sao mình giữ cái an toàn. Tại vì nhanh một chút xíu mình cũng không giải quyết được cái vấn đề, mà mình lại đâm khi mình hại luôn cả người bệnh luôn. Đó, bà con bác thấy không? Va quẹt một cái phát, một cái là không phải là tự mà là dính người bệnh nữa, mà còn dính luôn cả người trên xe, mà kể cả những người tài xế đó nữa. Cho nên giao thông khủng khiếp lắm. Đó, ở Việt Nam này bà con có bác cẩn thận cái đó. Nếu mà ôm mà tay lái mà mấy cái xe đó cứ chạy bình thường, mình đã được quyền ưu tiên thì mình đừng có phóng nhanh, mình cũng đừng có vượt. Và khi mà mình nhận bệnh á, mình nên giữ, mình nên trong một cái tình trạng tỉnh táo, đừng có gì mà mơ mơ. Người ta thường hay nói, mấy bác tài xế thường hay nói bà con là ngủ trong bụng á, mắt thì vẫn mở nha bà con, chân thì vẫn đạp ga, tay thì vẫn bẻ lái, nhưng mà nó ngủ nào không hay bà con, ta gọi là ngủ trong bụng á. Không biết bà con của bác đã từng trải qua cái trường hợp đó chưa, mà nếu mà trải qua cái trường hợp đó thì xin thưa bà con cô bác, nó chỉ có hai cái vấn đề thôi. Một là bà con cô bác xỉn á, đó, uống rượu xỉn á. Có nhiều người không biết bà con cô bác có trải nghiệm cái trường hợp đó chưa, xỉn nhưng mà vẫn lái xe về nhà rồi. Có nhiều người đó, tao không biết nữa, nhộng qua tao ngậu mà tao không biết giờ chăng mây gió gì đó, nhưng mà tao ngủ dậy tao thấy tao ở nhà đó, vẫn cầm lái, vẫn chạy xe về tới nhà, đi tới ngã tư thì gục xuống nằm ngủ một chút rồi chạy đi tiếp vậy á, mơ màng màng vậy mà lái về tới tận nhà được. Đó là người ta ngủ trong bụng á, lái bằng cái trực giác, cái bằng quán tính. Rồi thứ hai nữa là cơ thể nó quá mệt mỏi đi, có nghĩa là làm việc quá sức á bà con, cho nên lái xe là buồn ngủ lắm. Cái trường hợp này là bà con cô bác nào mà lái xe đường dài, bà con cô bác sẽ biết, cứ lái xe đường dài. Cho nên không có gì khó hiểu mà tại sao mà Bộ Giao thông Vận tải là ban hành ra là yêu cầu là tài xế chạy 4 tiếng liên tục là phải dừng nghỉ nửa tiếng, chạy 4 tiếng là phải nghỉ nửa tiếng nha bà con. Mà có nhiều tài xế vì đứt rút hoặc là vì cái chủ hàng họ dí họ quá cho nên là họ chạy liên tục. Nhưng mà bà con có bác biết đi, cơ thể của mình nó gồng gánh mà gành nó qua 4 tiếng thôi là người nó mệt nó rệu rã rồi, mà ráng mà chạy là coi như là ngủ trong bụng luôn nha bà con. Cho nên theo thông thường mà chạy 4 tiếng là phải nghỉ nửa tiếng nha bà con. Wow, đây là trường Đại học Khoa học Tự nhiên nè bà con. Ở đó đó là Đại học Khoa học. Ôi ôi, giờ bán hoa quá trời luôn nè. Ê, nếu vậy để mình vô cái chợ hoa Thùy Kỷ coi. Đáng lý là hôm nay người ta bán sớm rồi nha, mới thứ năm mà, tuần sau mới là ngày 20. Hôm nay là bán sớm quá, ba mày thấy trên đường bán hết trơn rồi nè. Vậy để ba mày chạy qua hồ chợ hoa Hồ Thị Kỷ rồi sao. Đây là ngã 6 này, người ta gọi là ngã 6 Cộng Hòa. Bây giờ vẫn gọi là ngã 6 Cộng Hòa nha bà con. Hồi xưa ở đây có một cái tượng đài nè bà con. Các cô chú, anh chị và các bạn còn nhớ được cái tượng đài này là nó là tượng đài gì không bà con? Bây giờ để ba mày gọi chạy dạo qua vòng chợ hoa Hồ Thị Kỷ nha bà con. Coi chợ hoa mình làm ăn buôn bán làm sao. Sổ mũi là khó chịu rồi mà giờ ho nó còn khó chịu hát nữa. Đường này đường Lý Thái Tổ.
Hồi xưa ở đây là nhà hàng sinh đôi nè. Bánh nước lòng gà chờ chút. Ồ, bánh nước lòng gà ở trên Đà Lạt, bây giờ là xuống tới Sài Gòn luôn nè. Còn đây là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu với lại đường Lý Thái Tổ nè. Hồi xưa ngã ba này nè bà con là đường Phan Đình Phùng với đường Lý Thái Tổ. À, đây là ngã ba nè, bên đây là biệt thự của gia đình ông chú Quả nè. Hồi đó có mảnh đất này quá trời bự luôn. Đây đây là khu đất vàng của quận 10 nè. Con đường này hồi đó vì cái ống biệt thự ống ở đây đó, cho nên hồi xưa đó, con đường này còn có tên là con đường Vui Bông Hoa. Bây giờ mời bà con có bác uống cà phê nha. Cũng đâu có gì mà gọi là đông ta. Nhưng mà ba mày cậu thấy các chùa này, các sư cô đó, họ ra đây họ mua bông nhiều lắm. Hồi nãy cái xe đụng đó là cũng là một người chở sư cô á, may mà sư cô đó cũng không sao. Sài Gòn như vậy đông xe á, đụng xe nhiều lắm. Bản thân ba mẹ con cũng bị đụng mà. Chạy ta vậy á chứ cũng bị đụng á. Hôm nay chưa phải ngày cho nên nó vẫn còn vắng. Có thanh toán bằng thẻ tín dụng luôn, ghê thiệt. Please no camera. Có nhiều chỗ á, bị mấy cái cánh nhà báo á, xuống chụp hình nhiều á bà con. À, cho nên là ba mẹ cậu thấy có
nhiều cửa hàng là họ đề cử không chụp hình luôn. Mà không chụp hình là đồng nghĩa là không quay phim. Cái con đường này vào những cái dịp lễ 8 tháng 3, 20 tháng 10 nè, đó, mấy dịp mà tặng hoa nhiều, lễ tình nhân nè, là cái con đường này là nhà báo, rồi YouTube, rồi TikToker đó, là xuống đây nhiều lắm. Họ cứ chỉ cái máy mà vô gì đó, rồi họ chụp. Cho nên nhiều tiệm đó, ba mẹ còn thấy họ đề là no, no camera. Còn mà ai mà muốn quay hay nhà báo nào muốn muốn chụp hình thì chắc phải vô xin phép. Trời ơi mấy ơi, mấy cái con chó mà như con sư tử gì đó mà họ thả ra vậy bà con, ghê quá. Mấy con đó mà nó cắn một phát, một là không biết thấy thấu không trời không địa luôn á, chứ không giỡn à. Xe Hùng Hiếu, xe Hùng Hiếu này xưa ở trên đường An Dương Vương nè. Xe này đi Mỹ Tho nha bà con. Khu này là khu bến xe mà. Mấy xe đó mà đậu đó mà không vô bến bãi á, thì ở Sài Gòn này được liệt vô gọi là xe dù bến cóc nha bà con. Nhiều người đi cứ nói rằng là tôi đi xe đàng hoàng, không có phải đi xe dù. Cứ nghĩ rằng là xe dù là sao? Là cái kiểu mà giống như là đứng ở ngoài đường á, mắc vô bà con. Bà con có bác còn nhớ cái chuyện mà xe dù hồi xưa không? Ba mẹ gò xưa là ba mẹ gò trải nghiệm rồi nè, trời ơi. Không biết bà con, thôi để bữa nào khác đi, bữa có dịp khác ba mẹ gò kể cho bà con bác nghe cái chuyện xe dù bến cóc. Nó khủng khiếp lắm. Chắc bà con cô bác chưa có cảm nhận một cái chiếc xe. Ba mẹ còn nhớ có lần đó mà đi ra Vũng Tàu á, xe 12 chỗ mà nó nhét 18, 19 người. Ta nói hả, mà xe hồi xưa đâu có máy lạnh đâu bà con. Nó chật như đêm. Mà gặp ai mà ngồi kế mấy hằng mà nó mập mập mà nó mồ hôi nó ra cái nữa, trời ta nói thôi ráng mà chịu, nó mùi nó hôi chịu không nổi. Rồi chưa nhé, như vậy nhầm nhò gì. Đi từ Vũng Tàu về tới Sài Gòn. Ta nói hả, từ Vũng Tàu đi về Sài Gòn bà con quá có tin là ba mươi cầu đi 8 tiếng mà chưa tới không? 12 giờ chưa leo lên xe, nhưng mà ba mươi cầu về tới Sài Gòn là 8 tối. Bà con có bắt có tưởng tượng nổi mà đi xe đò mà từ Vũng Tàu mà về tới Sài Gòn mà 8 tiếng hồ không? Trong khi đó hết 2 tiếng, 3 tiếng là nó dạo vòng vòng trong Vũng Tàu bà con. Nó đón hết mình lên rồi, nó đón mình lên rồi. Rồi sau đó nó đi dạo gần 2 tiếng đồng hồ, nó dạo vòng vòng mấy cái bãi trước rồi bãi sau rồi bãi tới bãi lui. Nó dạo vòng vòng như nào đủ khách bắt đầu leo lên nó chạy. Rồi nó chạy tà tới Bà Rịa rồi nó dừng lại Bà Rịa, bắt đầu nó đón khách nào xe ôm đưa lên nó nhét tiếp. À, nó nhét cho đầy chật kín không còn chỗ để mà nhét nữa rồi đó, bắt đầu nó mới chạy tà. Rồi nó chạy về tới ngã ba Vũng Tàu xong rồi nó đậu đó, bắt đầu bà con cô bác biết nó làm gì biết không? Nó bán khách. Nó bán mình cho một cái xe khác. Ở đây là ngã 7 Lý Thái Tổ nè. Rồi sau khi mà nó bán cho mình ở ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu xong rồi đó, cái mình lại lên một chiếc xe khác nữa. Và chiếc xe khác nó thế là bắt đầu nó chạy vòng vòng nó gớm vô đủ khách lên. Rồi bắt đầu nó mới chạy về tới bến xe miền Đông. Cũng khiếp lắm. Rồi từ bến xe miền Đông bắt đầu mình mới đi xem tiếp. Nó đâu có chuyện mà xưa mà giao trả tận nhà bà con. Từ bến xe miền Đông mà con bác phải tự kiếm xe để đi về tới nhà của mình nữa. Khổ lắm, hồi xưa đi xe đò khổ. Chừng ai khổ bãi nha bà con. Đi may mà đi có đoạn đường có 120 cây số đó. Mà nó phải như vậy đó. Còn mà đi xa cái nữa là đi tàu mất ngày rưỡi. Còn trước năm 75 là còn đi lâu nữa nha bà con. Trước 75 là phải đi qua mấy cái trạm kiểm soát nữa. Bữa nào có dịp ba mẹ con sẽ kể cho bà con các bác nghe về cái chuyện mà đi
Ba mấy gò thấy có một cái sự đặc biệt đó bà con. Ba mấy gò nãy có thấy một chiếc xe tang vừa mới chạy qua. Nhưng mà đặc biệt ở đây có chỗ này bà con. Họ không có rải với tiền vàng bạc bà con. Mà ba mấy gò thấy họ ngồi trên xe đó, họ rải mấy cái bông lài. Đó. Dạo này có cuộc sống con người có nhiều cái thay đổi lắm, cái tập tục tín ngưỡng nó cũng từ từ nó dần dần thay đổi. Thôi kệ đi, rải bông lài nó vẫn còn tốt hơn là rải với tiền vàng bạc ha bà con các bác ha. Ba mấy cậu thấy cái này hay á, rải bông lài thôi, dù sao nữa nó vẫn là thơm tho. Với lại bông lài nó cũng là dạng như là một cái loại bông nó tự hủy được. Chứ còn bây giờ bà con bắt mà rải với tiền vàng bạc thì nó thành ra là nhiều người nó nói là cũng là nó nghẹt cống nghẹt đồ tại giấy mà. Hay, cái này hay á, rải bông lại ít nhiều nó cũng là gây, nó cũng có thơm, nó cũng có giá trị cho cộng đồng. À, đây là chung cư Nguyễn Thiện Thuật nè bà con. À, chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Mình phải là lô D. À, bánh mì đó là bánh mì BD đó bà con. Cái bà đó bà bán đắt lắm đó nha. Các TikToker rồi YouTuber cũng tới là quay review bà nhiều lắm. Đôi lúc con người thành công nó tới khó biết lắm, khó đỡ lắm. Tại vì bánh mì của bà dễ chế biến lắm bà con. Một cái chảo rồi bỏ vô đồ ăn vô thôi, ở nhà ai cũng thể làm được. Nhưng mà họ lại được nổi tiếng. Tất cả mọi thứ họ không có đều tự chế biến, bánh mì cũng lấy của người khác rồi cá mồi rồi gì đó, nói chung là nguyên liệu rồi. À, tại đây nè, lô A với lô B nè. Không biết người lính già của ba Michael có đang xem không nè. À. Ba Michael vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật này thì ba Michael lúc nào tên cũng nhớ tới người lính già và mẹ của người lính già ấy. À, đây là trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật. Có một cái chuyện này vui lắm nè bà con, để ba Michael kể cho bà con bác. Cuộc đời của ba Michael bà con không hiểu sao bà con. Có một cái điều rất là ba Michael không hiểu sao á. Ba Michael không biết ba Michael sống làm sao á. Kỳ lắm. À, khi mà ba Michael tiếp xúc với ai á, lần đầu tiên, cái ấn tượng lần đầu tiên đối với một người nào đó, hầu như là họ đều ghét ba Michael lắm bà con. Không hiểu sao á, mà dù rằng ba Michael đâu có làm gì họ đâu bà con. Đúng không? Nhưng mà họ ghét ba Michael lắm. Họ không có ưa. Thậm chí có người còn nói hả, mới nghe cái giọng nó không là thấy ghét rồi, nhìn cái tướng tá nó không là thấy ghét nữa rồi. Tự nhiên ghét ngang xương bổ củi vậy bà con. Dù rằng mình không có làm gì họ. Ghét là chỉ đơn giản là ghét thôi. Ừ. Không hiểu sao luôn bà con. Ba Michael hình như là ba Michael là cái con người của ba Michael nó không có một cái gọi là cái gì ta, không có một chút thiện cảm gì đối với những người mới gặp á. Ngộ lắm, ai nhìn ba Michael đầu tiên, tiếp xúc đầu tiên vô chưa quen biết gì hết, chưa có làm gây thù chuốc oán gì hết, nhưng mà cái đầu tiên tiếp xúc với ba Michael họ đều ghét ba Michael á bà con. Ghét lắm, nhìn không ưa.
nhiều khi họ nói cái nghe cái giọng mày không tao cũng biết. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, sao cái ghét đó rồi là họ thương nha bà con. Những ai mà sao qua được cái giai đoạn mà ban đầu rồi đó, ghét ba Michael rồi đó, mà nếu mà vì một vấn đề gì đó vẫn phải tiếp xúc với ba Michael đó, dần dần mà khi mà hiểu được cái tính tình của ba Michael á, thì bắt đầu lại đâm thương bà con. Thương mà nó thương triệt để luôn á, thương lắm. Cái tính của ba Michael thương lắm. Trong đó bà con có biết có ai phải không? Có vợ của ba Michael. Nên là bà con cô bác hồi xưa ba, vợ của ba Michael ghét ba Michael lắm. Gặp mặt là không có cảm tình Gặp ba Michael là không có cảm tình thế nào á. Cái tính của ba Michael với tính của vợ ba Michael nó trái nhau, mà nó nói chung là không có thiện cảm, rồi là không có thiện cảm. Nhưng mà dần dần tiếp xúc vì qua lại này nọ rồi tìm hiểu rồi thì sau này bà lại thương ba Michael dữ lắm. Mà không phải một mình vợ ba Michael nữa, bất cứ ai luôn cũng vậy. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào vậy, có vậy không ạ? Dù rằng chưa gặp ba Michael ngoài đời nha, thường á cái tiếp xúc đầu tiên đó với ba Michael là không có ưa. Không ưa từ giọng nói, không ưa về cái hình dáng, không ưa gì hết. Nhưng mà chỉ cần mà theo ba Michael một thời gian thôi là tự động là quay 180 độ luôn. Chắc chắn luôn á. Không phải là ở trên mạng YouTube đâu, ở ngoài đời cũng vậy. Ba Michael cảm thấy là điều như vậy. Rồi đó ba Michael cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ủa mình cũng vậy, mình cũng sống vậy mà. Nhưng mà sau này ba Michael mới hỏi á, thì do cái tính của ba Michael nó thẳng quá bà con, nó thẳng và nó thật quá, cho nên thường nó không gây được cái sự thiện cảm ban đầu với mọi người. Nó thẳng nó thật quá Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Nó gọi là cái gì ta, nó không có cái sự tế nhị trong đó Rồi một số người thì chưa có hiểu mà cái tánh tình của ba Michael thì nói ba Michael tự cao, tự đại. Rồi thậm chí có một số người còn nói ba Michael hàng này nổ nhiều quá Nó nói nhiều, nó nổ dữ quá vậy đó. Nhưng mà dần dần tiếp xúc với ba Michael tự động là thay đổi thái độ liền Rồi bắt đầu từ cái ghét cái chuyển sang cái thương Không biết kênh ba Michael có các cô chú nào hồi xưa đã từng tiếp xúc với ba Michael mà từ ghét mà chuyển thành thương không? Cho nên muốn hiểu được ba Michael là bà con của bác phải đi đường dài với ba Michael. Đây, con đường này đường bằng cờ nè bà con. Mà thật ra cái đó cũng đúng bà con, tại vì cái châm ngôn của ba Michael là gì bà con có bác biết không? Thà mất lòng trước mà được lòng sau. Đa phần cái cuộc sống con người đó bà con, ba Michael nói thật, đa phần cuộc sống con người á là họ thường hay được lòng trước mà mất lòng sau đó. Họ sống trong một cái vỏ bọc Khi mà lần đầu tiên tiếp xúc với một người nào đó, họ thường hay sống trong một cái vỏ bọc lắm. Một con người hoàn mỹ, một con người tuyệt vời Một con người rất là không còn gì để chê cả. Nhưng mà dần dần sống với nhau, bắt đầu cái bản tánh nó lòi ra Cái bản tánh nó lòi ra thì bắt đầu cái những người mà họ đã có thiện cảm ngay ban đầu á, bắt đầu họ mới ngỡ ngàng ra, ô hóa ra con người của anh là như vậy ô hóa ra là như vậy Đó thì bắt đầu họ bị sốc. Họ sốc thì bắt đầu họ dễ tan vỡ lắm mà con. Ba Michael nói thật. Còn cái tánh của ba Michael á thì cái châm ngôn sống của ba Michael cũng vậy, là ngay từ ban đầu ba Michael đã xác định
thà mình mít lòng trước rồi sau này mình được làm sao đó. Cho nên ba mẹ gồ thường hay khi mà tiếp xúc với một cái người nào đó đó, ba mẹ gồ thường hay cứ mình có sao mình làm vậy à, cái tánh mình sao cái mình để vậy à, à không có tế nhị, không có ý tứ gì đó, ôi tôi con người tôi vậy đó, à, được thì chơi không được thì thôi đó. Ngay ban đầu ngay từ mình rõ ràng mình thể hiện rõ cái quan điểm vậy mà con, à, được thì chơi không được thôi đó. Cho nên đó là mà bà con có bác biết mà ngay từ ban đầu mà mình mà không gây, con người thường hay để ý cái góc nhìn đầu tiên lắm. Ở đây là cái hẻm treo leo nè, cho nên ban đầu mà tại vì họ tiếp xúc với những người họ mỹ miều quá, mỹ nhiều quá, cho nên khi mà họ tiếp xúc với mình đó, một con người nó trần trụi quá, nó thẳng thật quá, cái thầm ra nó thường hay nó dễ bị sốc lắm. À, mà khi mà họ bị sốc vậy á, thì họ cho mình là con người với ABC gì đó. Nhưng mà ai mà theo ba Michael mà được qua được cái giai đoạn đầu rồi là tự động cảm thấy là bà con của bác biết tính của ba Michael là không bao giờ lợi dụng người khác ha. Và cái quan điểm của ba Michael là cho người ta nhiều hơn ba Michael nhận nha. Nhiều khi đôi lúc mà ba Michael nhận nhiều quá là ba Michael cũng không có vui nữa. Bà con của bác đừng có nghĩ rằng là ba Michael là thích nhận nha, không có đâu. Trên cuộc đời của ba Michael á, cái chân lý sống của ba Michael là cho nhiều hơn để nhận nha. Ba Michael lúc nào cũng phải cho nhiều hơn nhận, chứ ba Michael không bao giờ muốn nhận mà nhiều hơn cho đâu. Nhiều khi mà nhận nhiều quá là ba Michael cũng kiếm đường gì đó để ba Michael từ chối á. Mà cái tính cách của ba Michael á, mà bà con có bác miếng ba Michael mà muốn từ chối ai á, cái thì thật ra cái tính của ba Michael nó cũng thẳng, nhiều khi nó cũng không có tế nhị. nó cái chỗ đó đó bà con. Đáng lý là người ta phải dòng do tam quốc này nọ diễn giải gì đó. Còn ba Michael mà không muốn nhận của ai gì một cái gì đó là cái nhiên là ba Michael thẩn thật quá, cho nên là nhiều khi cũng chạm tự ái nhiều người. Nhưng mà ba Michael lại thích vậy bà con, thà chạm tự ái của họ vậy đó, họ ghét mình, họ không cho mình nữa. Thường á, tâm lý của một cái người á, khi mà muốn cho ai một cái gì đó đó, họ thường hay thể hiện một cái quan điểm gì nè bà con. Trong muôn vàn con người, khi mà tao cho mày là tao phải một cái gì đó, tao phải nổi bật hơn tất cả mọi người. Đó, bà con có bác để ý đi, cái tâm lý của con người là như vậy á. Khi mà bà con có bác muốn giúp ai rồi một cái điều gì đó, và cái điều đầu tiên bà con có bác muốn là họ phải nâng bà con có bác hơn một cái chút gì đó đó so với người bình thường. Con đường này đường Lương Hữu Khánh nè. Mỗi ngày bà con và bác cùng với ba Michael đi tung hoành ngang dọc Sài Gòn ha. Mình cứ đi không biết đi đâu, mình cứ đi, mình thích chỗ nào là mình cứ đi tới đó thôi.
ở đây có làng chùa Diệu Hòa Bình gì ở đây nè. Trước mặt bà con bác đó là bánh mì thịt 10.000 Bùi Thị Xuân, nhưng mà ổ đặc biệt là 20-30, không biết bây giờ còn 10.000 không thì không biết à. Nhưng mà cái thương hiệu mà bánh mì thịt 10.000 vậy á, đặt cái tên này thì theo năm tháng thì cũng hơi mệt thôi bà con ha. Đối nhất là Việt Nam mà vật giá leo thang đó bà con, vật giá leo thang mà để giữ ổ 10.000 chỗ này nó hơi mệt. Không bao giờ mà đặt tên cửa hiệu mà nó hồi xưa ba mẹ còn thấy đó, có ở Sài Gòn mình có một cái cửa hàng mà gọi là cửa hàng đồng giá 10.000 á, nó đặt cái tên xong cái mốt vật giá leo thang bán lên đồng giá 40, nó khó lắm. Ở nước nào thì ba mẹ còn không biết, có thể ở nước ngoài cái vật giá nó ổn định thì bà con của bác muốn đặt sao cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam thì hạn chế cái đó. Tại vì đặt cái đó mà lỡ vật giá năm nào cái tỷ lệ chuột giá nó cũng là bao nhiêu phần trăm, mới 4-5% gì đó. Bây giờ 10.000 năm sau nó lên bao nhiêu, đúng không? Đó là kinh nghiệm á. Rồi đường này đường Tôn Thất Tùng nè bà con. Hồi xưa đó là đường Bùi Chu. Bên tay phải ba mày gò đây nè, hồi xưa là cái cổng của trường Nguyễn Bá Tồng. Cổng này là cổng dành cho nữ sinh nha bà con. Nó nằm ở đây nè. Ở đây có đó cái dãy phòng học. À bên kia là cơm tấm Thuận Kiều á. Cơm tấm Thuận Kiều là xuất phát từ cái con đường Thuận Kiều á, ngay chỗ mà nếu mà nói chính xác ra là nó nằm ngay chỗ nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy á bà con. Còn đây là giáo xứ Chợ Đuổi nè. À, giáo xứ Chợ Đuổi thì bây giờ họ làm lại nè bà con. À xì tớp. Cái tượng Thánh Giuse là giờ bên kia nè, tượng Matthew Lê Văn Gẫm là giờ vô nè. À, nhà thờ này nhà thờ Nguyễn Sĩ, bởi vì do tiền của ông Nguyễn Sĩ ông xây đó bà con. Nghe nói hồi xưa là tính xây 4 gian ở đây. Nhà thờ này lúc đầu là tính xây 4 gian, nhưng mà sau đó cái vì cái nhà thờ Chí Hòa cần tiền để xây dựng đó, cho nên là mới lấy một cái gian của nhà thờ Nguyễn Sĩ này nè để đưa qua bên nhà thờ Chí Hòa. Có thể năm nay nó túm gọn lại là nhà thờ Chí Hòa với nhà thờ Nguyễn Sĩ là cũng xây trong cùng một thời gian đó bà con. Rồi con đường này đường Nguyễn Trãi, hồi xưa là đường Võ Tánh. Ở đây phải này xưa là tiệm phở 79 nè. Ở đây là chung cư này, chung cư Nguyễn Trãi nè. Con đường này đường Nguyễn Văn Tráng nè. Ở đó bên tay phải ba mấy cầu đây là có cái trường sinh ngữ quân đội. Còn đây là siêu thị Nhật Nam nè, nổi tiếng một thời.